Biến căng rồi cô chú anh chị ơi, thì Angela Phương Trinh mới đây chính thức lên tiếng để mà đính chính tất cả những nội dung cũng như là phản bác lại tất cả những cái câu chuyện mà gia đình của Angela Phương Trinh, từ em gái, từ mẹ cho đến từ bố đã chia sẻ mấy ngày hôm nay trên không gian mạng. Xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem tất cả các kênh. Thì liên quan đến cái câu chuyện mà mấy bữa rày rầm rộ trên không gian mạng, thì ngày hôm nay chính thức về phía Angela Phương Trinh đã viết bài trên trang cá nhân Facebook về cái câu chuyện mà liên quan đến nhóm chúng thanh niên, cũng như là về phía gia đình của Angela Phương Trinh, từ em gái, từ mẹ ruột cũng như là từ bố, về cái thông tin rằng là cho rằng gia đình đã gọi là mất hết những cái vấn đề liên quan đến tài sản kể từ khi cô gái này đã đi chùa, đặc biệt đó chính là chùa Phật Quang. Thì mới đây thôi, trên trang cá nhân Facebook cách đây vài phút, Angela Phương Trinh đã chính thức phân trần tất cả những cái sự việc. Cụ thể thì Angela Phương Trinh đã nói như thế này: xin chào cả nhà, ngày hôm nay Trinh đăng những dòng này với mong muốn xin lỗi và đính chính về một số thông tin sai lệch được lan truyền chóng mặt trên cộng đồng mạng trong khoảng thời gian vừa qua. Thì câu từ đầu tiên thì chúng ta đã thấy rằng là xin lỗi ha, và đính chính nè. Thứ nhất, Angela Phương Trinh mất tích không liên lạc suốt 2 năm. Thì cái thông tin này là do chính mẹ của Angela Phương Trinh đã chia sẻ. Trong suốt khoảng thời gian vừa qua, từ khi trở lại showbiz, Trinh luôn cố gắng xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng. Ngoài công việc cá nhân như quay chụp cho các nhãn hàng, đi dự sự kiện, livestream, Trinh còn dành thời gian tham gia những khóa thiền, tham gia các hoạt động trồng cây, viếng nghĩa trang liệt sĩ, đắp đường, nhặt rác. Và tất cả những hoạt động ấy, Trinh đều chia sẻ công khai trên tất cả các trang mạng xã hội của mình, cũng như mời gọi người về cùng tham gia chung với Trinh. Thì mình thấy rằng có không biết là có cái nghệ sĩ gọi là lan tỏa năng lượng tích cực đến cộng đồng hay là không, nhưng mình thấy rằng toàn là những cái scandal để được nhắc đến cái tên của cô này mà thôi. Điều đặn mỗi ngày, Trinh đều lao động kiếm tiền chân chính. Mọi người cũng có thể thấy Trinh vẫn livestream cùng các nhãn hàng mỗi tuần, mỗi tháng, chứ không hề có chuyện là Trinh u mê tu tập, ẩn lánh khỏi đời mà không làm gì hả. Cá nhân Trinh cũng là một con dân của Việt Nam, Trinh luôn ý thức việc mình đang làm, luôn cố gắng đóng góp cho xã hội và lan tỏa những điều tích cực, tốt đẹp, tử tế đến với cộng đồng thông qua từng hành động nhỏ của mình. Từ những bài đăng kêu gọi tinh thần yêu nước trong những ngày lễ lớn, những đạo lý tốt đẹp đời đạo, tốt đời đẹp đạo, hay những hình ảnh Trinh đi làm công tác xã hội, tất cả đều vì ước muốn cho cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn. Ngoài ra không vì mục đích riêng nào khác. Cô nói rằng là tất cả những cái bài đăng của mình là đều gọi là hướng đến cái cuộc sống tốt đẹp cho cuộc đời thôi, chứ không có gọi là cái mục đích riêng nào khác của cá nhân mình cả. Việc Trinh có mất tích hay không, Trinh nghĩ các thông tin phía trên đã đủ, và Trinh tin rằng các bạn sẽ dễ dàng có một cái nhìn thấu tình đạt lý về vấn đề này. Nếu tìm trên tên Trinh và tên em gái Trinh trên Facebook thì 2 năm gần đây sẽ thấy Trinh và Trang xuất hiện cùng nhau đi sự kiện, về quê ăn Tết, đi ăn dỗ, đi cà phê, quay chụp, livestream chung. Trinh cũng quay clip quảng cáo với mẹ, và gần 2 năm nay Trinh cũng qua nhà thăm mẹ, nhắn tin liên lạc mẹ. Chuyện gia đình Trinh mong các bạn hiểu, đừng hiểu lầm để không ảnh hưởng đến ba, mẹ và em gái của Trinh. Thứ hai, về những bài đăng liên quan đến ông Lê Anh Tú, sư Thích Minh Tuệ. Cái thứ nhất là chúng ta là liên quan đến cái câu chuyện mà gia đình của gọi là Phương Trinh rồi nha. Thật ra chúng ta thấy rằng là tất cả những cái mọi thông tin này đều do gia đình của Phương Trinh cung cấp. Thứ nhất là mẹ, thứ hai là em gái, rồi cho đến là ba của Phương Trinh. Nhưng ngày hôm nay Phương Trinh bác bỏ tất cả thông tin đó và nói rằng là khoảng thời gian vừa qua thì mình cũng có đi gọi là đi cùng, đi quay phim, đi chụp hình, rồi đi cà phê, nói chung là có liên hệ với em gái và kể cả mẹ của mình, chứ không giống như là cái thông tin trước đó của ba mẹ của em gái của Trinh là chia sẻ. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái suy nghĩ, cái lập luận của tất cả mọi người trước đó là có phần trăm cơ sở khá là chính xác cả nhà. Đó là cái hình thức của ba mẹ hoặc là em gái của cô này. Thứ nhất là muốn tẩy trắng, thứ hai là cái mục đích muốn dồn tất cả những cái chú ý cho gọi là Trinh
cũng như là ông thượng tọa đó của chú anh chị à, bởi vì bản thân gia đình bị đánh về cái mặt kinh tế cho nên họ đã đổ lỗi cho tất cả mọi thứ, coi như là không có liên lạc, không có liên quan đến Trinh nữa à, bởi vì Trinh đã mất liên lạc mấy năm trời rồi à. Còn cái câu chuyện quan trọng về những cái bài đăng liên quan đến sư Thích Minh Tuệ thì Phương Trinh đã giải thích như thế này. Trong khoảng thời gian vừa qua, chứng kiến những hình ảnh clip lan truyền trên mạng về đoàn người tu tập đi bộ hành gây tắc nghẽn giao thông khiến Trinh thật sự rất lo lắng. Trinh không thể tưởng tượng được điều gì xảy ra nếu cách đám đông vài chục mét, vài km mà có đám cháy thì xe cứu hỏa sẽ đi qua như thế nào, rồi những nạn nhân trong đám cháy sẽ ra sao, rồi lực lượng chức năng hàng ngày làm nhiệm vụ xe cứu thương đang cấp bách cứu người. Tất cả đều cần một chuyến tuyến giao thông an toàn, không bị cản trở. Cá nhân Trinh thật sự rất thổn thức và đau lòng, xót xa khi hiện tượng này càng lan xa. Đoàn người mỗi lúc càng đông và đỉnh điểm là có người đã ngất xỉu, thậm chí tử vong vì sốc nhiệt trên đường đi. Tình hình kéo dài đã gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội vốn đang yên bình. Lực lượng công an đã vất vả, nay lại càng vất vả hơn khi hàng ngày phải cố gắng ổn định đám đông. Nghiêm trọng khi thấy xuất hiện những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia. Các thế lực lợi dụng để chia rẽ tôn giáo và chống phá nhà nước Việt Nam. Thêm nữa, nhiều người ủng hộ ông Lê Anh Tú, Minh Tuệ là một cách cực đoan, đã có hành động lời lẽ xúc phạm tăng ni trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, gây chia rẽ, mất đoàn kết tôn giáo. Những hệ lụy nghiêm trọng này đã được các báo đài chính thống đưa tin. Báo Thông Tấn Xã Việt Nam, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và những báo công an khác. Trinh xin phép gửi link comment cho mọi người cùng đọc và tiếp cận những thông tin chính thống để có những nhận định chính xác nhất. Thì cô này cô nói rằng là cô ấy suy nghĩ cho mọi người thôi về cái câu chuyện đi đông tu tập như vậy đó, thì là bị ảnh hưởng đến giao thông, và lỡ như có cái câu chuyện mà xảy ra hỏa hoạn hay cái này cái kia đó thì cơ quan chức năng sẽ gọi là rất là khó, ảnh hưởng rất là nhiều thứ. Thì mình thấy rằng đây là một trong những cái lời mà ngụy biện. Thưa cô chú anh chị, không biết rằng cô chú anh chị là suy nghĩ như thế nào về cái lời giải thích này, nhưng mình thấy đây là một lời ngụy biện một cách trắng trợn. Bởi vì đó, nếu thật sự cái cô này muốn lo an toàn cho mọi người, cho xã hội như vậy đó, thì đâu có phải cần thiết phải dùng những cái từ ngữ gọi là miệt thị ông Thích Minh Tuệ. Đâu cần phải dùng những cái từ ngữ miệt thị sư Minh Tuệ một cách như vậy cô chú anh chị. Thậm chí còn gọi là nói rằng là tất cả mọi người gọi là giặc. Tất cả gọi là ai không thích ông Trăng Quang đó thì kêu gọi là giặc đó. Và kêu bằng ông Lê Anh Tú, kêu thẳng tên tộc của sư Minh Tuệ ra để mà nói rằng là nhục mạ ông này không phải là đạo, là lừa đảo, là chống phá, là xuyên tạc. Rõ ràng chúng ta thấy những cái từ ngữ cô này dùng đối với sư Minh Tuệ là gọi là ghép người ta vào cõi tội một cách trắng trợn như vậy. Ngày hôm nay cô nói ơi, tại vì tôi nói vậy là bởi vì tôi lo cho mọi người này kia là xạo, là lấp liếm. Bởi vì chúng ta thấy rằng là càng lúc về phía sở thông tin và phía bộ văn hóa cũng đã chính thức vào cuộc rồi, và khả năng cô này không chỉ đơn giản là cái câu chuyện mà phạt hành chính đâu cả nha. Mới đây thì luật sư cũng đã lên tiếng, cái cô này còn thể liên quan đến câu chuyện mà hình sự chứ không phải đơn giản là hành chính đâu. Những cái lời này là những cái lời ngụy biện một cách trắng trợn. Cái câu chuyện gia đình của cô này thì mình không cần quan tâm nữa nha cô chú anh chị. Nhưng mà câu chuyện mà cô này đã có những cái phát ngôn liên quan đến sư Minh Tuệ và những cái lời giải thích này rõ ràng là những cái lời ngụy biện cho cái câu chuyện mà cô này đã gọi là bị cơ quan chức năng vào cuộc để mà xem xét rồi ha. Thực lòng Trinh chỉ muốn lan tỏa đúng chánh pháp và tình yêu nước tới mọi người. Yêu nước đó thì chưa chắc rằng một con người đó cô chú anh chị mở miệng ra mình nói rằng mình yêu nước, mình thương dân, nhưng mà chưa chắc là họ đã yêu nước thương dân đâu. Yêu nước thương dân không phải chỉ bằng một lời nói suông hay là chỉ một bằng cái hình ảnh hay những cái bài viết, mà một cách đó chính là cái cách làm, cách thực hành. Thật lòng Trinh chỉ muốn lan tỏa đúng chánh pháp, tình yêu nước tới mọi người, mong mọi người chấp hành mọi quy định của pháp luật, không gây xáo trộn xã hội nhà nước mà thôi. Trinh đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc cá nhân của mình. Trinh xin lỗi cả nhà về những phát ngôn vừa qua khiến mọi người không được vui và xảy ra những tranh cãi không đáng có. Hiện tại vụ việc ông Minh Tuệ cũng đã dừng đi bộ. Trinh cũng xin xóa các bài viết về ông để tránh gây ra những ý kiến trái chiều trên cộng đồng mạng. Trinh còn nhiều kém dở và vẫn đang trên con đường học đạo của mình. Trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình, và Trinh mong cả nhà yêu thương và thông cảm cho Trinh. Thì chúng ta thấy rằng cái cô này thì cũng đã lên tiếng xin lỗi và mong mọi người tha thứ. Và nói rằng là mình đã xóa hết tất cả những cái bài đăng
về sư Thích Minh Tuệ thông cảm cho cô này. À, thì cô chú anh chị nghĩ rằng là mình có gọi là có đơn thông cảm cho chị Trinh không cả nhà? Qua đó thì chúng ta thấy rằng cái điều đầu tiên đó, nếu thật sự cô này cảm thấy có lỗi thì viết bài xin lỗi thôi, chứ không cần phải đưa lên những cái nội dung mà ngụy biện, khi càng khiến cho dư luận cảm thấy bức xúc mà thôi. Cô nói rằng cô muốn tốt cho mọi người, nhưng mà có rất nhiều cái cách để mà viết bài, rất nhiều cái cách để mà góp ý kiến, chứ không phải mà đem ra cái câu chuyện mà xúc phạm một người khác, xúc phạm một người tu hành mà không có gọi là một cái gọi là lên tiếng hay nói ảnh hưởng gì đến gọi là bản thân cô này cũng như là sư phụ của cô này cả, cô chú anh chị. Cái việc mà cô này đó, một số người gọi là tấn công cái ông này, tấn công cái ông gọi là sư phụ cô này đó, cũng chính vì do cái ông này đã có những cái phát ngôn gây sốc. Bản thân giáo hội cũng đã làm việc với ông Thích Trân Quang, mình gọi tên thẳng luôn, thì rõ ràng ông này cũng có phải có vấn đề. Có vấn đề người ta mới làm việc, người ta mới kiểm điểm. Và cũng có vấn đề cho nên là người dân, cộng đồng người ta mới bức xúc, người ta mới lên tiếng. Chứ không phải vì binh ông Thích Minh Tuệ mà người ta gọi là nói về ông Trân Quang. Nếu như bản thân ông Thích Trân Quang ổng không lên tiếng, ổng gọi là thuyết pháp những cái bài pháp về lực nhân quả tào lao, thì có ai nói gì ổng đâu. Trong khi đó, sư Minh Tuệ đó, ông cũng đi như vậy. Rồi cho đến là còn có rất nhiều các vị sư khác nữa, sao người ta không nói, sao người ta không mang ra so sánh, mà lại mang đúng cái ông cái sư phụ của chị này ra để mà nói, cô chú anh chị. Tại vì bản thân ông này có vấn đề. Nếu như thật sự Angela Phương Trinh binh vực sư phụ của mình thì cái đó là cái quyền của Angela Phương Trinh. Nhưng mà dùng cái việc binh vực của ông Thích Trân Quang để mà gọi là lên xúc phạm nhục mạ ông Minh Tuệ, để mà gọi là giống như cái cách đó chính là đạp người này xuống để nâng người khác lên, đạp ông Minh Tuệ xuống để mà nâng sư phụ của chị lên, đó là một cách bỉ ổi đê tiện. Thưa cô chú chị, nhưng mà ngày hôm nay thì chị này nói rằng là lên tiếng xin lỗi, mong mọi người tha thứ. Rõ ràng chúng ta thấy rằng dấu hiệu nữa, nói là xin phép được xóa bài, thì theo cô chú chị có nên, mình có nên gọi là thông cảm với chị này hay không? Thì cái này thì để cho cô chú chị chúng ta cùng góp ý kiến nha. Trở lại cái tiếp tục cái câu chuyện của bài viết của mới nhất của Angela Phương Trinh về những thông tin bôi nhọ cắt ghép hình ảnh của Phương Trinh và thượng tọa tiến sĩ Thích Trân Quang. Đây đây. Đối với Trinh và hàng ngàn đệ tử khác, thầy là một vị tu sĩ đáng kính và mang suối nguồn đạo lý quý giá của Đức Phật truyền dạy cho đệ tử của mình. Từ khi học đạo lý, Trinh như được sinh ra một lần nữa. Trinh bắt đầu có ý thức sống tích cực, sống yêu thương, sống cống hiến, sống phụng sự cho cộng đồng, cố gắng góp một phần nhỏ bé cho xã hội, cho đất nước. Nhưng mà mình thấy rằng, mình không biết là chị này đã góp được bao nhiêu cái phần. Nhưng mà điều mình thấy rằng cho xã hội, cho cộng đồng đó nha, thì không biết rằng chị này đã góp được cái gì, cống hiến được cái gì, và có được công nhận, có bằng khen hay cái này gì khi chia chưa. Nhưng mà đa số đó, cô chú anh chị cứ search lên Google đi, thì người ta nhắc đến nhiều nhất Angela Phương Trinh là cái gì nha cô chú anh chị. Thì có lẽ rằng ai ai cũng biết rồi, Trinh chưa bao giờ được gặp riêng thầy và cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng, chỉ có hai thầy trò với thầy bao giờ cả. Vào những ngày đại lễ hay những buổi thuyết pháp của thầy, Trinh có về tham dự, nghe giảng và được gặp thầy cùng với rất nhiều huynh đệ thân yêu. Trinh cũng chỉ về chùa dự đại lễ rồi lại lại nhà riêng của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Trinh cũng bao nhiêu Phật tử mà thôi. Khi đến chùa là trang nghiêm theo thời khóa và phụng sự công quả, chuẩn bị cho các buổi lễ, chưa ai được gặp riêng thầy bao giờ cả. Vì xung quanh thầy lúc nào cũng có quý thầy thị giả, đó là quy tắc trong đạo. Tu sĩ không được tiếp khách một mình, do đó việc Trinh có tiếp cận gần hay những tin đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật. Rất mong cơ quan chức năng xác minh những hành vi bôi nhọ, xúc phạm danh dự trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc của gia đình Trinh. Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến, ủng hộ Trinh và cả những lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Thì cô chú anh chị, đó là cái bài viết mới nhất của Angela Phương Trinh đã phân trần tất cả những cái sự việc, những ồn ào vừa qua đó. Thì mình thấy rằng là khi mà về phía Bộ Văn hóa cũng là Sở Thông tin vào cuộc, thì gần đây nhất đó, thì về phía cơ quan chức năng cũng đã lên tiếng về những cái câu chuyện. Một số chuyên gia luật thì cũng cho rằng cái bản thân của cô này đã hai lần bị phạt, chứ không phải là duy nhất một lần nha cô chú anh chị. Một lần đầu tiên đó là bị phạt 3,5 triệu. Lúc đó là cái cô này trình diễn về cái phong cách trình diễn bị lố lăng, giống như là kiểu múa cọt đó, thì đã bị phạt 3,5 triệu. Lần thứ hai là liên quan đến cái bài viết liên quan đến Địa Long,
À, Địa Long về cái câu chuyện mà chữa bệnh Covid-19 đó thì là 7 triệu rưỡi là đã là hai lần rồi, hai lần bị xử lý rồi. À, mà cô này cô nói rằng cô cái mục đích cô chỉ là viết bài trên mạng xã hội để giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ xã hội, cống hiến cho đất nước, thì không biết rằng những cái bài viết như vậy đó cũng như cùng với những cái hình ảnh của cô này đó cống hiến được cái gì, thậm chí là còn liên quan đến lừa đảo nữa, còn chưa nói đến cái câu chuyện mà người ta gọi là ăn uống Địa Long gì đó, người ta bị cái này bị cái kia, chưa nói đến câu chuyện đó. À, chưa nói đến cái vấn đề mà chị gọi là giúp ích gì cho xã hội. Nhưng mà ngày hôm nay với những cái nội dung liên quan đến Thượng tọa Thích Trân Quang đó thì mình không có được rõ, tại vì cái câu chuyện của bản thân của cô này ha với ông thầy như thế nào, có lẽ bản thân ông thầy và cô này biết thôi cô chú anh chị. Còn lộ ra những cái hình ảnh này kia thì rõ ràng mình cũng không có gọi là ủng hộ cái sự việc mà chia sẻ về cái những cái thông tin không có kiểm chứng hả nha cô chú anh chị. Nhưng mà rõ ràng trước mắt những cái lời của cô này để mà ngụy biện dành cho bản thân chứng minh một điều rằng cô này đang rất là sợ hãi về cái câu chuyện mà gọi là liên quan đến việc cơ quan chức năng đã vào cuộc, và khả năng cô này thậm chí có phải gọi là cấm sống luôn hả? Khóa hết tất cả Facebook giống như câu chuyện của nam em đó cô chú anh chị. Với những cái lời xin lỗi vừa qua đó thì chúng ta nghe thôi, toàn là những lời ngụy biện mà thôi. Chứ chẳng có câu nào thật lòng hết trơn cô chú anh chị. Mình rõ ràng mình thấy như vậy luôn đó. Còn liên quan đến gia đình thì có lẽ rằng đó chúng ta nên chờ về phía gia đình của Angela Phương Trinh sẽ lên tiếng như thế nào về cái những cái thông tin mà Angela Phương Trinh đã bác bỏ tất cả những cái sự thật liên quan từ bố mẹ, từng em gái, từng rất là nhiều người cũng đã lên tiếng về cái Angela Phương Trinh đã mất tích, không liên lạc với gia đình. Thì đó là cái nội dung mà mới nhất của Angela Phương Trinh. Không biết rằng cô chú chị khi mà nghe những cái lời mà phân trần xin lỗi này thì theo quý vị cô này có đáng được tha thứ hay không. Thì mọi ý kiến đóng góp để lại dưới phần video để các anh em có thể tham khảo nha cả nhà. Rồi, xin cảm ơn, xin kính chào và hẹn gặp lại.